hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mươi, tung tăng đưa người thương mến xa lạ, quà bên tình yêu trao gửi thân. Người người cùng ra xem cô sâu nè, nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh, nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo, trong áo dài khăn đóng quê hương. Đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tớ, tớ sẽ say xuyên lòng mang thắm để hiền thật thà, trời thương cho anh vui sống bên tin Nga. Ôi cao đẹp thay tấm lòng thủy chung, trên dương gian thương biết bao nhiêu cuộc tình, chia tay nhau soi sáng chuyện giàu nghèo. Anh thấy lòng sao xuyên đắng cay, anh thấy lòng yêu mến em mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mươi, tung tăng đưa người thương mến xa lạ, qua bên tình yêu trao gửi thân. Người người cùng ra xem cô sâu nè, nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh, nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo, trong áo dài khăn đóng quê hương. Đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tớ, tớ sẽ say xuyên lòng mang thắm để hiền thật thà, trời thương cho anh vui sống bên tình Nga. Ôi cao đẹp thay tấm lòng thủy chung, trên dương gian thương biết bao nhiêu cuộc tình, chia tay nhau soi sáng chuyện giàu nghèo. Anh thấy lòng sao xuyên đắng cay, anh thấy lòng yêu mến em thêm. Sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhắn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau chắc còn đầy đàn. Dọn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho xin tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu. Này khăn đóng tóc, này đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh, mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Trèo lên cái bưởi hái hoa,
bức xúc vượt cản thì hãy đụng tầm xuân. Đụng tầm xuân thì nở ra xanh biếc mà đôi chúng mình thì đã quyết yêu nhau. Để rồi anh về từ quốc đất trồng cau, để em trồng ké bụi trồng một bên. Khi nào cho ý lớn lên, cau xanh ra trái, ta nên vợ chồng. Và với những sinh lễ đủ đầy, với cơ chồng xin dâu thì phái đoàn gia đình nhà trai đã sang bên phái đoàn gia đình nhà gái để long trọng tổ chức đại lễ ăn hỏi tại phái đoàn gia đình nhà gái. Và thưa quý vị, có lẽ giờ ở đây xin mời quý vị chúng ta cùng tự nhiên mời chồng mời nước, và ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời và giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai sẽ chính thức có đôi lời phát biểu và chính thức xin phép đặt đến hỏi cho tình yêu của Thành Dung và Hoàng Đạt. Sẽ được trân trọng kính mời và giới thiệu. Đôi bên muốn hòa qua sự tìm hiểu của các cháu đã nhất trí quan điểm xây dựng hạnh phúc trong năm, thì cũng thông báo với hai bên gia đình ông Phương và ông Thành. Hiện nay gia đình được sự nhất trí của bên người gái, gia đình người trai chúng tôi sắm lễ dạm hỏi để cho cháu đang làm rẻ các cụ công các bà bên này. Thế thì gia đình nhà trai chúng tôi dẫn lễ xin hỏi lễ hỏi để trước cho các cháu thắp hương tổ đường cùng ra mắt các cụ bên nội nhà gái. Và cũng chương trình là cái thời gian mà chúng tôi được đến với các cụ bên này là cũng chỉ một thời gian là 10, cũng thông báo là 10 giờ 15 phút là gia đình nhà trai chúng tôi cũng được xin cháu về làm dâu con của các cụ. Các cụ là ăn dầu uống nước và ăn hỏi của gia đình nhà trai chúng tôi được bắt đầu đây. Vâng, kính thưa quý vị, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tự nhiên mời chồng mời nước. Kính thưa quý vị, vừa rồi bác chủ đề đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai có đôi lời phát biểu cũng chính thức xin phép được đặt lễ hỏi cho tình yêu của Thanh Dung và Hoàng Đạt với những sinh lễ đồ đầy. Và xin quý vị chúng ta một tràng vỗ tay thật nhiệt để đón nhận lời phát biểu của bác ạ. Xin được cảm ơn. Kính thưa quý vị, và sau đây thì ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời và giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái sẽ chính thức có đôi lời phát biểu và chính thức đón nhận lễ hỏi của phái đoàn gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu vị đại biểu đại diện gia đình nhà gái, xin mời. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa các cụ, thưa các ông các bà, thưa cô dì chú bác cùng thể anh chị em bạn bè của hai cháu, hôm nay trong ba thời gian hai cháu tìm hiểu và xây dựng gia đình, qua thời gian các cháu ký và thống nhất mọi việc đã thuận lợi tốt đẹp, báo cáo với hai gia đình hôm nay ngày lành thanh đẹp, mọi gia đình cái thống nhất hôm nay để cái công việc của gia đình tin năng lễ bước đầu anh hỏi với cho các cháu để dần sau để tiến hành các việc các cháu trước hết sau cái cháu công nhận và nhận công việc lễ ăn hỏi của cháu dai đến cho gia đình chúng tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả các cô các ông các bà toàn thể cô thể chú bác cùng thể anh chị em ở đây để chung vui để công nhận cái công việc của hai cháu của hai gia đình. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã nghe hai lời phát biểu của hai bác chủ đại biểu đại diện cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái đã chính thức có đôi lời phát biểu. Một bên thì trao những sính lễ và một bên thì chính thức đón nhận những sính lễ đủ đầy mà phái đoàn gia đình nhà trai đã rất là kỹ lưỡng chuẩn bị mang đến phái đoàn gia đình nhà gái để chính thức đặt lễ hỏi cho tình yêu của
Thanh Sung và Hoàng Đạt. Bây giờ xin mời hai bác chủ đề đại biểu đại diện cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái chính thức quay sang nhau bắt tay một cái được không ạ? Và thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật là nhiệt để chúc mừng cho hai bên gia đình nhà. Xin được cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn hai bác chủ đề rất nhiều. Và sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và giới thiệu hai người mẹ thân sinh ra cô dâu và chú rể sẽ chính thức lên đón nhận những sinh lễ đồ đệ ngày hôm nay để di chuyển về bên trong ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật là nhiệt để chúc mừng cho tình yêu của Thanh Dung Hoàng Đạt. Xin mời. Vâng, thưa quý vị, sinh con nuôi dạy con cái lớn khôn dựng vợ gả chồng, đó là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của tất cả những bậc làm cha làm mẹ. Kể từ khi đặt viên gạch đầu tiên cho đến ngày hôm nay đây, công trình thế kỷ mà hai bên gia đình đang dày công vun đắp vun trồng tạo dựng mai mối mang tên Thanh Dung và Hoàng Đạt đã thực sự hình thành trong niềm hân hoan cũng như lời chúc phúc của hai bên gia đình bọn họ. Và hiện diện trước tụi quý vị đó là hai người mẹ thân sinh ra cô dâu Thanh Dung và chú rể Hoàng Đạt đã chính thức trao và nhận những sinh lễ đủ đầy mà phái đoàn gia đình nhà trai đã rất được kỹ lưỡng chuẩn bị ngày hôm nay. Mang viên sang bên phái đoàn gia đình nhà gái để chính thức đặt lễ hỏi cho tình yêu của Thanh Dung và Hoàng Đạt. Và một lần nữa xin quý vị chúng ta hãy cùng tự nhiên mời chồng mời nước và cùng chúc mừng. Kính thưa quý vị, rất trân trọng và kính mến, kể từ xe ngõ đỏ tơ bấy lâu khó hẹn bây giờ ở đây, niềm vui thế tay nắm chặt tay và càng yêu về đến thì càng sẽ về tình. Và được yêu em thì anh viết thư tình trao lời hẹn ước chúng mình mai sau, quả câu thì nên yêu với chồng đỏ son tươi thắm một màu thủy chung, từ nay nên vợ nên chồng để trăm năm kết mối tơ hồng từ đây, với những sinh lễ đủ đầy với cây trầu xin dâu. Và gia đình nhà trai đã rất là kỹ lưỡng chuẩn bị mang sang với đoàn dân nhà gái để chính thức đặt lễ hỏi cho tình yêu của Thanh Dung và Hoàng Đạt. Xin được chân thành kính mời quý vị chúng ta cùng đã chứng kiến giây phút hai bên gia đình chính thức trao và nhận những sinh lễ đủ đầy ngày hôm nay. Xin được chân thành kính mời. Xin mời ạ. Cô dâu Thanh Dung và chú rể Hoàng Đạt vào phía bên trong nhà làm thủ tục làm lễ dân tiên. Xin mời. Năm này quê ta quá là chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu kia, mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể, bên gia đình anh tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc hết như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chứ chén thứ hai tôi chúc cho đàn bà. Nè nè anh Tám, tôi mời anh một chén, nè cô sáu cùng ly ta rộn rẽn. Riêng ly này tôi chúc trao tặng làng, chứ riêng ly này tôi chúc gái gia nhân, chúc hết làng ta đều ăn Tết mà rằng rằng. Mình khang trang tưng bừng mà gà cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À ha, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra, tôi thề xong pha qua nhà mai mối cho ấm đêm kết tình gia. Uống ly nào ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có la rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi sao, cùng ly giới và xuôi đi cay đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui, xuân của lòng ta là không có tuổi.
cho đàn trai, chưa chén thứ hai tôi chúc cho đàn bà. Nè nè anh Tám, tôi mời anh một chén. Nè cô Sáu cùng ly ta rộn rẽn. Riêng ly này tôi chúc trao tặng làng, cho riêng ly này tôi chúc gái gia nhân, chúc hết làng ta đều ăn Tết mà rằng rằng. Mình khang trang từng bừng mà gà cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À ha, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra. Tôi thề trong ta qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình gia. Uống ly nào ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi sao, cùng ly với bà xuôi đi cai đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi nha. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay rượu hồng, lâu thật lâu mới thấy được ngày vui. Sau con y chang nghĩ liều, cô sau non non xung nhan mặn mà. Chả nhà ai có ông dễ quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con đơn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình có cô dâu hiền.
Ồ, ngô thấy có con lên quay, soi đầy mâm, câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Sang thấy bát ngã con tay, em sẽ
ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn. Chân trân trọng cảm ơn, đúng là đạt thì dắt sung vào cõi tình yêu. Hai người thì đẹp đẽ dáng yêu kiều, mà bao nhiêu ấp ủ thì hằng mơ, mà để mừng cho hai họ thì kết thành hôm nay. Và để rồi trà xanh thì thuốc lá thơm mày, mà đông vui phòng cưới thì vun xây nghĩa tình. Đông vui quy của hai bạn trẻ Thanh Dung Hoàng Đạt chính thức được bắt đầu. Mời trong buổi trưa ngày hôm nay tiếp tục chương trình thì được sôi động, xin mời tất cả các cô các ông bà cô chú chúc mừng anh em cặp đôi lên đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng,
cơ thể sẵn lời đầu tiên cho phép bác nhạc anh em chúng tôi xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chân trọng cảm ơn toàn thể tất cả các quý vị. Thật đúng là con người ta thì sinh ra và lớn lên, khi đến tuổi trưởng thành thì trong tình yêu quê hương và đất nước thì trong lòng mình mang nặng một tình đạt hoàng đạt và thanh dung họ tìm hiểu đã chín mùi. Được sự đồng ý của chính quyền địa phương cơ sở cũng như sự thỏa thuận nhất trí của đôi bên gia đình cũng như đôi bên bốn họ. Mà bởi thế thì mới có ngày vui hạnh phúc như hôm nay. Mà đúng là nay thì mừng tiệc lễ sánh nghi gia, và được Quế Huệ nan đua thì khúc một nhà. Tân khách thì hân hoan mừng hạnh phúc, còn gia đình thì phấn khởi đón tương lai. Và cũng kể từ buổi trưa ngày nay thì hai nhà chung nối ngõ, tình nghĩa thông gia xích lại gần. Ai đã chắp cánh cho chim bay về tổ, ai đã mở đường cho thuyền tình cập bến hoàng hôn, cho hai bạn trẻ thanh dung và hoàng đạt và thanh dung buổi trưa ngày hôm nay. Họ không phải học thuộc lòng câu ca dao của dân tộc. Đôi ta thì như nửa mới nên, như trăng mới mọc, như đèn mới khêu. Hai bạn trẻ hoàng đạt và thanh dung hoàng đạt buổi trưa ngày hôm nay, họ mới chính thức lên vợ thành chồng. Chung bố, chung mẹ, chung bà, chung ông. Ban ngày thì chung việc cơ quan, mà đêm về thì chung bóng, chung hồng, chung ơi. Anh mời chị thì mời ông đi nào. Xuân sao thì mai nở cành đào, mà chúc mừng muốn họ thì giặt rào tuổi xuân. Chúc cho các cụ thì trường sinh vạn thọ, chúc cho muốn họ thì nở như hoa. Nổ một tràng ngó tay thật đồng nhiệt luôn được không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn. Và đây là những giây phút hồi hộp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, mà tay trong tay chú rể Hoàng Đạt đã trao những bó hoa tươi thắm cho cô dâu Thanh Dung trong buổi trưa ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật rộn rã để chúc mừng ạ. Chương trình thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả các quý vị, chúng ta hãy xích lại gần nhau hơn nữa để cùng chúc phúc cho cặp quyền đương nối đôi nửa trong buổi trường hôm nay. Và để dâng mừng cho vườn hồng nại nở thêm hoa thì một tiết mục đơn ca xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị với một bài hát được mang tên gọi Cung Đàn Mùa Xuân. Vâng, năm nay là năm Quý Mão, cho nên một lần nữa là đám cưới hôm nay là một đám cưới đầu tiên của đầu xuân năm mới, nhằm ngày mùng 8 tháng giêng năm Quý Mão. Xin được trân trọng gửi tới quý vị với một bài hát Cung Đàn Mùa Xuân. Xin trân trọng cảm ơn quý vị thật nhiều. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng cho một tràng pháo tay thật đông nhiệt ạ. Xin trân trọng cảm ơn. We'll be right back.
tuyệt vời. Xin được chúc tất cả các cháu là trong ngoan học giỏi và các cháu chúc phúc cho cô chú hôm nay rất là tuyệt vời rồi. Mẹ thì như nước trong nguồn chảy xuôi, núi Thái Sơn thì cao mãi mãi và nước trong nguồn thì mãi mãi chảy xuôi. Một lòng thì thờ mẹ kính cha, mà cho tròn chữ hiếu thì mới là đạo con. Mà đúng là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông thì không đong đầy tình mẹ, mà mây trời lồng lộng thì không khổ kín công cha. Mà để rồi một lần nữa thì chúng ta hãy cùng đón nghe một lời phát biểu của bác đại diện cho gia đình họ nhà trai phát biểu ý kiến và cũng là xin dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Đầu xuân chúc các cụ công các bà đôi bên bốn họ một lời chúc sức khỏe. Thì ông nhân hôm nay ngày vui của các cháu, tôi là bác của cháu Đạt, được sự ủy quyền của các cụ công các bà bên ngoài trai được làm trưởng đoàn sang bên đây, xin được đón cháu về bên ngoài nhà trai làm dâu con và cũng là tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Thì cũng trước một ngày đầu xuân cũng xin chân thành cảm ơn các cụ công các bà bên ngoài gái với sự đón tiếp nồng nhiệt với ngoài nhà trai chúng tôi. Thì xin chân thành cảm ơn. Và cũng thì hai bên gia đình ông Phương và ông Thành đã chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, thì cũng là đến giờ do hội nhà trai chúng tôi được xin dâu trở về bên hội nhà trai để tổ chức cái ngày vui hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Thì cũng xin mời các cô các ông các bà bên hội nhà gái sang bên hội nhà trai chúng tôi dự lễ thành hôn cho cháu được tròn vẹn hạnh phúc trăm năm ạ. Các bạn đại diện với gia đình nhà trai ạ. Vâng, xin được chân trọng cảm ơn và bác đã phát biểu. Biết mấy thì thống nhất ta ân ái, mà đất mẹ hiền minh khai thì mọi cái lên thơ. Thế là tuổi xuân thì đang gieo hạt ước mơ và trăm năm trông đợi trông chờ từ đây. Và để rồi một tiết mục làm giàu không khó nữa, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để đón nghe những đón nhận những phần quà của người mẹ cũng như là người chú người tím cũng như là vợ chồng anh chị để tặng nhà cho con của mình cũng như em của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cô dâu sẽ lên có phần quà để tặng cho hai con của mình. Và sau phần quà của người mẹ thì xin mời đến phần quà của vợ chồng anh chị cũng có phần quà để tặng cho hai em. Và sau phần quà của vợ chồng anh chị thì đến phần quà của chú thím. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chuẩn bị nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Xin mời quý vị chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Và đúng là quà này thì mẹ tặng hai con, mong con hạnh phúc trên con đường đời. Chúc phúc thì mẹ có vài lời, cùng nhau xây dựng cuộc đời tương lai. Chúc quà nhỏ tấm lòng xin được đồng kính mời tặng quà của vợ chồng anh chị sẽ có phần quà để lên tặng cho em. Và sau phần quà của vợ chồng anh chị đã đến phần quà của chú thím, cũng có một phần quà để tặng cho hai cháu của mình ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời phần quà của chú thím sẽ có phần quà để tặng cho hai cháu ạ. Cảm ơn quý vị. Vâng, một lần nữa thì liên tục chương trình xin được trân trọng kính mời toàn thể tất cả các cụ công các bà cô dì chú bác anh chị bạn bè nam nữ thanh niên chúng ta hãy tự nhiên xê nước hút thuốc và đúng là nói cho đúng lý hơn và đúng nghĩa hơn thì đời em sẽ nghèo đi biết mấy, mà nếu mẹ hiền thì thuở trước chẳng sinh em, mà cầm tay em thanh dung thì rạng rỡ mắt Hoàng Đạt cười. Cảm ơn mẹ những tháng ngày nuôi vất vả để đến hôm nay có đầy đủ họ hàng bà con cô dì chú bác nhà ta ai cũng hòa chung với cảnh hai nhà hôm nay. Và nhà trai thì đã phát biểu rồi, mà nhà gái thì gọi có đôi lời cảm ơn trước
là cảm tạ đôi bên và sau mừng giải thảo dâu hiền trăm năm. Xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy tự nhiên xới nước và cùng đồng một tràng pháo tay tắt đồng nhiệt để đón nghe lời phát biểu của bác thay mặt cho gia đình Hoàng Nhà Trai. Xin trân trọng kính mời. Nhà gái, xin trân trọng kính mời bác thay mặt cho gia đình nhà gái. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai bên gia đình, bà con thân tộc, làng xóm quê hương. Kính thưa các vị quý khách gần xa, thông gia, liên gia, bạn bè của hai gia đình và hai cháu. Tôi tên là Sơn, là bác của cháu Thanh Dung. Được sự ủy nhiệm của hai chú thím, chú Phương và thím Toàn, xin được thay mặt họ nhà gái cảm ơn sự hiện diện của toàn thể các vị khách quý gần xa tới dự lễ vu quy của hai cháu chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý khách, quy luật của cuộc sống là nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng. Mọi thủ tục xây dựng gia đình hạnh phúc cho hai cháu đã được hai gia đình lo chu đáo. Qua ý kiến của vị đại diện cho họ nhà trai thì họ nhà gái chúng tôi xin đón nhận mọi lễ nghi phẩm vật, xin dâu và sẵn sàng đưa cô dâu lên xe hoa về nhà trai để làm lễ thành hôn. Trước khi ngừng lời, xin chân thành kính chúc các cụ, các ông, các bà, quý khách gần xa, bạn bè hai cháu một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Và cảm ơn lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại biểu của gia đình Hoàng Nhà Gái. Bác đã phát biểu với một mục đích rất chân thành và một tấm lòng rất cao cả. Đúng là trăm năm thì mới có một ngày, mà một ngày thì mới chỉ có một giờ hôm nay. Đó là những giờ thanh long hoàng đạo mà gia đình Hoàng Nhà Trai đã chọn. Và xin mời người mẹ của chú rể sẽ lên tặng cho chiếc nón cho con dâu của mình để trước khi để trở về với phòng trà của gia đình Hoàng Nhà Trai cho kịp thời gian. Xin trân trọng kính mời. Và sau này thì xin được trân trọng nhường quyền lại cho bác trưởng đoàn đại biểu của gia đình Hoàng Nhà Trai cũng có lời để mời tất cả quý vị. Cùng với cô dâu Thanh Dung để trở về với phòng trà của gia đình Hoàng Nhà Trai chính thức làm lễ thành hôn. Và một lần nữa chúng tôi cũng liên tục xin được cảm ơn tất cả sự có mặt của tất cả các quý vị, các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác, anh chị, bạn bè, nam nữ, thanh niên đã trở về và dự trọn vẹn một buổi lễ vu quy. Chung nhịp cầu, nhịp cầu đưa em
định cậu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió mịn màng theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trong chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền.
Nhà trai bên con đường 224 mảnh đất Tuy Lai chào đón toàn thể quý vị các bác các chị và các bạn làm với trên đến chúng ta trở về tham dự chương trình tổ chức lễ cưới trăm năm cho đôi bạn trẻ bởi chương ngày hôm nay cho phép tôi thay mặt cho những người làm chương trình tổ chức lễ thành hôn trăm năm cho đôi bạn trẻ một lần nữa xin được chuyển lời chúc sức khỏe đầu xuân mới năm hết sức ấn tượng quý báu để chào đón toàn thể quý vị các bác anh chị và các bạn chúng ta trở về tham dự chương trình tổ chức lễ tới trăm năm của đôi bạn trẻ xin được mời châu mời thước tới toàn thể quý vị các bác anh chị và các bạn và xin được chúc mừng năm mới. Một không khí chúc mừng rất sôi nổi để được chào đón toàn thể quý vị cũng như các cô các bà các bác anh chị và các bạn nằm bên trên đèn chúng ta trở về tham dự chương trình lễ cưới trăm năm của đôi bạn trẻ buổi trưa ngày hôm nay. Đó là tất cả những gì ấn tượng nhất, sôi động nhất mà hôm nay quý vị các bác anh chị và các bạn nằm bên trên đèn chúng ta trở về tham dự trong chương trình ngày ấn tượng nhất của cô dâu và chú rể buổi trưa ngày hôm nay. Trong chương trình hôn lễ hôm nay, tình cảm tấm lòng của toàn thể quý vị hai quê hương thống nhất và Minh Khai, chúng ta cùng trở về trong câu chuyện chầu tâu để chúc mai sum họp một nhà, tình trong một khắc, nghĩa dài xuân trăm năm. Xuân về cành lá thêm xanh, cho mai gặp chúc, cho anh gặp mình. Và một mùa xuân ngọt ngào đến với đôi bạn trẻ buổi trưa ngày hôm nay, đó là những ấn tượng sâu lắng nhất trong ngày cưới trăm năm của đôi bạn trẻ đã tới. Chào đón xuân, chào đón ngày cưới trăm năm cho đôi bạn trẻ buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin mời chú rể, cô dâu hãy đứng lên và cúi chào toàn thể quý vị, các bác anh chị và các bạn. Và tôi xin tuyên bố khai mạc lễ thành hôn trăm năm cho đôi bạn trẻ. Xin được phép bắt đầu. Và xin mời chú rể cô dâu hãy cúi chào cảm ơn toàn thể các cô trong các bà các bác các chị và các bạn đã đến đây trở về tham dự trong chương trình tổ chức lễ cưới trăm năm cho đôi bạn trẻ. Và bây giờ ngay sau đây bước lên sân khấu tôi sẽ trong giới thiệu và kính mời con cha mẹ của chú rể cùng với việc trao vinh bằng tình yêu của cô dâu bước lên sân khấu để chứng kiến những giây phút tuyệt vời, giây phút kỳ đẹp sâu sắc nhất trong ngày cưới trăm năm của đôi bạn trẻ buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời người cha vinh bằng tình yêu của cô dâu ạ. Xin trân trọng kính mời thân phụ thân mẫu của chú rể ạ. Hôm nay là một ngày cha mẹ đôi bên rất vui khi các con đã chính thức thành thân trong ngày cưới buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời ông bà bước lên ạ. Mời cặp nào lên cặp mới ạ. Ông bà xin chào con đâu ạ.
con đi sang bên đây một chút ạ. Bắt kính thưa tập thể quý vị các bạn, chúc các bạn trên sân khấu tình yêu nụ cười nở trước ra môi cha mẹ. Còn con đây là được cả chân trọng giới thiệu và kính mời bên cạnh trái tôi là thân phụ thân mẫu của cô dâu đến từ Bạch Tân Quê Lâm Đặc Vũ chân. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt ạ. Xin được nhận nhiệt chào đón thân phụ thân mẫu bò chú rể đến từ Bạch Tân Quê Lâm Thành Cách Bình Khai. Một nụ cười chân rất tươi. Chú thân phụ phù mẫu cô dâu và chú rể của chương ngày hôm nay và bây giờ là những hình ảnh rất tuyệt vời, hình ảnh quan trọng nhất. Xin mời chú rể cô dâu cười đây nè, hãy quay mặt lại nhau. Chú rể và cô dâu hãy quay mặt vào nhau ạ. Nhìn nhau đi ạ. Đây là những giây phút tuyệt vời mà cha mẹ chứng kiến cái ngày đẹp nhất trong đời của đôi con trẻ hôm nay. Và bây giờ là một hình ảnh quan trọng nhất, đó là giây phút trao nhẫn cưới cho nhau. Và bây giờ chàng trai Minh Khai hãy trao cho cô gái thống nhất người vợ yêu quý của mình chiếc nhẫn, là một kỷ vật vô cùng quan trọng trong ngày cưới. Bởi trưa ngày hôm nay về đề đáp tay cô dâu trao cho vị hôn phu của mình. Chiếc nhẫn này sẽ đi suốt cuộc đời của người vợ trẻ và một niềm vui lớn nhất. Và việc cô dâu chia sẻ bước lên một bước ạ, bước lên một bước nữa, quay mặt lại nhau. Và hôm nay là ngày xuân và chúc mừng xuân mới và cũng là kỷ niệm ngày cưới, nụ hôn trong ngày cưới hôm nay. Và chú rể cô dâu hãy trao cho nụ hôn nồng trọng chẳng nồng thắm trong ngày đại lễ ngày năm mới Quý Mão. Và bây giờ xin đếm 1, 2, 3 cô dâu chú rể hãy trao cho nhau nụ hôn nồng cháy của mình. 1, 2, 3 cảm ơn nụ hôn rất đồng ấm của đôi con trẻ hôm nay. Và xin chào toàn thể quý vị các bạn, các chị và các bạn chúng ta chưa, ông bà ơi chưa được còn đứng lên ạ, còn chút xíu nữa. Và bây giờ chú rể cô dâu hãy dắt tay nhau sang phía bên cánh phải ạ, cánh trái ạ. Kính thưa tất cả quý vị các bác, các chị và các bạn, đây là chiếc nhẫn chiếc bánh cưới ạ. Thầy đến cho 3 tầng nó rất có nhiều ý nghĩa. Vâng, cây gỗ gốc với tươi cành xanh lá, nước có nguồn với bể dòng sông sâu, mặt lòng tôn kính mẹ cha cho tròn chữ hiếu với đà đảo con. Và chiếc bánh thứ ba là chiếc bánh hạnh phúc trong cuộc đời của đôi bạn trẻ. Và chú rể cô dâu hãy tay chung tay ạ, cùng ăn lên chiếc bánh nhớ ơn tiên tổ ạ, nhớ ơn dòng họ Hoàng đã cho chúng con trong những ngày cưới hôm nay. Và tầng bánh thứ hai là tầng bánh biết ơn cha mẹ sinh thành cho chúng con hôm nay có ngày cưới ngày vui nhất. Và chiếc bánh cuối cùng là chiếc bánh tình yêu chúc mừng hạnh phúc các năm cho đôi vợ trẻ buổi trưa ngày hôm nay rất ấn tượng. Và bây giờ cô dâu chú rể hãy dắt tay nhau sang phía bên cánh phải. Và cô dâu chú rể hãy tập chơi sự bánh thứ nhất ạ, hãy nhắc mạnh lên. Rồi, làm sao cho bánh càng nổ to càng thể hiện một ngày hết sức may mắn và ngày vui nhất của cô dâu và chú rể này. Quá tuyệt vời. Và bây giờ chú rể với cô dâu tay chúng ta cùng thắp lên hát đi chiều cưới buổi chiều hôm nay. Rất may mắn và hôm nay đầu năm mới như thế này là tuyệt vời lắm rồi. Lúc này đây cô dâu chú rể đang tay chung tay rót lên thắp lên diệu cưới, tỏa ngát hương diệu nồng văng lan tỏa khắp mọi miền để báo tình yêu hạnh phúc trăm năm của đôi con trẻ hoàng đạt và thanh dục như ngày hôm nay. Và bây giờ chúc trai cho bánh thứ nhất chú rể đắc càng mạnh càng tốt à. Vâng đấy
như thế. Đúng rồi. Xin phật của tình yêu, xin phật của niềm hạnh phúc và cũng là ly rượu trong ngày cưới hôm nay. Tuyệt vời, chúc mừng hạnh phúc. Bắt đầu. Bây giờ tay trong tay cô dâu và chú rể rót ra ly. Bây giờ chú rể cô dâu rót rượu ra ly. Mời cô dâu hai ly ạ, cầm hai ly. Cô dâu cầm hai ly để mời bố mẹ chồng ạ. Chú rể hai ly, mời bố mẹ thân nha. Mời ông bà hãy cùng nhận nhận ly rượu của các con ạ. Và chưa đâu, chưa chú rể con dâu đây ạ. Chú rể con dâu bước ra giữa đây ạ. Còn bây giờ con dâu chú rể chạm gốc biết tên lòng thành của cha mẹ đã. Và cô dâu chú rể hãy khoác tay nhau. Và khi tôi đếm chúc mừng hạnh phúc tất cả mọi người chúng ta cùng uống ra. Chúc mừng hạnh phúc. Cảm ơn cha mẹ, tâm tâm tí tâm cùng mẫu đã uống cả ly, uống hết không để một tí nào để chúc mừng cho các con. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông bà, thân tình cô dâu, cảm ơn ông bà thân tình chú rể đã chứng kiến những giây phút tuyệt vời, giây phút kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời của đôi bạn trẻ này. Mời tứ thân phụ mẫu ngồi đây ạ. Mấy khi bốn ông bà thông gia ngồi bên nhau chứng kiến giây phút đôi bạn trẻ của mình. Cô dâu chú rể bước lên còn nhận quà nữa cơ ạ, chưa được lên. Ôi cha mẹ, được đón cô dâu của mẹ trong ngày đại lễ này. Và bây giờ mời bà bước lên sân khấu ạ, để trao món quà chúc phúc trăm năm cho con dâu yêu quý của bà trong giây phút hết sức ấn tượng buổi trưa ngày hôm nay. Đúng là mẹ ơi, mẹ đâu là mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đó thôi. Tuy rằng không đẻ nhưng mẹ mãi mãi sẽ là một hình ảnh hết sức đẹp đẽ. Và hôm nay mẹ trao cho con dâu yêu quý của mẹ và lời chúc phúc đầu xuân, lời chúc trăm năm cho hai con luôn luôn sống bên nhau trọn đời. Mẹ con ôm nhau đi ạ. Anh cười đấy nè. Hôm nay phóng viên chụp ảnh này. Vâng, Mạnh Thiếu Lâm đang rất rất tươi cười với ông bà. Quay ra đây là cười lên, cười như vui xuân vào, cười hết bộ râu vào. Ông bà lại cười vui lắm, cười lắm, hạnh phúc lắm ạ. Vâng, xin được cảm ơn món quà của cha mẹ trao cho các con trong ngày cưới hôm nay. Và tiếp đến sân khấu chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu mẹ nuôi ạ, mẹ nuôi của chú rể ạ. Xin mời bà mẹ nuôi đâu ạ. Vâng, tuy rằng không đẻ không nuôi ạ, nhưng con sẽ mãi mãi sẽ là con của mẹ. Và bây giờ xin được mời đến sân khấu
đó là mẹ nuôi. Còn chú rể, hôm nay mẹ cũng rất vui vì các con hạnh phúc bên nhau, chồng mừng xuân mới. Và món quà mẹ trao cho con hôm nay, lời chúc phúc đầu xuân, lời chúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Xin chào tất cả mẹ, hãy tặng cho chú rể và cô dâu chúc mẹ luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn ạ. Tiếp theo nên sân khấu chúng tôi trân trọng giới thiệu Bác Lý. Hôm nay ngày xuân, ngày các cháu lên vào nhà chồng, xin mời Bác Lý lên sân khấu để trao món quà đầu xuân, món quà ngày cưới. Đang tiến lên lên đài, đó là chú Yến xuất hiện cỏ Bác Lý ạ. Đây được người bác một bạn tình yêu cỏ chú rể, mời bạn lên sân khấu ạ, để trao quà cưới cho các cháu của mình. Cô và chú rể đang nhận món quà của Bác Lý. Món quà ngày xuân, món quà chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc gửi cho ngày nay. Con cả nhà cũng cười nên ạ. Đừng để phóng viên nhấp ảnh mạnh cường đang ghi lại toàn cảnh và không khí hết sức thân thương buổi chiều ngày hôm nay. Và tiếp tục tôi xin mời Bác Đông, trân trọng kính mời Bác Đông. Mời bác lên sân khấu để chúc mừng năm mới, chúc mừng ngày cưới trăm năm của hai cháu. Và món quà bác trao cho hai cháu buổi chiều ngày hôm nay. Sau bác Đông xin mời Mạc Thường ạ, chào đi. Có thể nói rằng ngày xuân này, ngày hướng về cội nguồn, hướng về quê cha đất tổ, hướng về dòng họ, hướng về quê hương. Và hôm nay là trong ngày đại lễ thành hôn, tỏ đôi bạn trẻ được đón nhận các bác, các chú, các vợ để chúc xuân và chúc phúc trăm năm cho đôi con trẻ. Và mời tiếp tục đến sân khấu Bác Thường ạ, Bác Thường đây ạ, Bác Thường ạ. Sau Bác Thường là mời hai bác vinh quan là bạn của bố mẹ chú trẻ. Vâng, đó là hình ảnh của người vợ. Lời chúc phúc, cảm ơn vợ, cảm ơn bác ba mà đã trao cho hai cháu. Và món quà kết thúc hôm nay, đó là hai bác vinh ngoan là bạn của bố mẹ chú rể. Vì đường xa xa xôi không về được, cho nay ủy quyền và chính năm mẹ hả sẽ được thay mặt cho hai bác vinh hoan tặng cho hai con món quà của hai bác vinh hoan. Mong rằng ngày xuân này các con hãy cùng đón nhận những ngày hết sức tuyệt vời trong chương trình tổ chức đến người các mắm cỏ đôi bạn trẻ vào ngày nay. Alo,
rất nhiều những món quà nữa, nhưng vì điều kiện thời gian là không cho phép. Những món quà sẽ được trao lại cho cô dâu chú để sau. Còn bây giờ trở về tại chương trình buổi trưa ngày hôm nay, cô dâu chú rể hãy chắp tay nhau bước xuống lấy lại sân khấu tình yêu. Vâng, lễ tổ chức lễ cưới trăm năm cho đôi bạn trẻ buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, các bác, các chị và các bạn, có thể nói rằng hôm nay một ngày đại lễ, một ngày tuyệt vời, một ngày đến với gia đình, đến với đôi bạn trẻ hôm nay. Ban tổ chức và gia đình hân hoan được chào đón toàn thể quý vị cũng như tất cả các bác, các chị và các bạn năm mới. Cho nên chúng ta trở về cùng dư chương trình trong ngày hạnh phúc nhất. Còn hai anh em trai, và hôm nay là ngày em của anh chính thức có một mái ấm gia đình. Con chị dâu của anh trai đang trao cho các em món quà mùa xuân, món quà chúc mừng lễ cưới, và chúc các em luôn luôn sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Đứng thưa bà nhà rồi, chị cười lên, cô dâu chú rể cười lên, nụ cười trong ngày xuân, nụ cười trong niềm vui hạnh phúc. Một lần nữa xin được cảm ơn anh chị, cảm ơn món quà đầy ý nghĩa trong chương trình lễ cưới trăm năm của đôi bạn trẻ buổi chiều ngày nay. Giờ này mà tổ chức tôi trân trọng giới thiệu một cánh mời, thay mặt cho quê hương Đa Phú, thay mặt cho phái đoàn họ nhà gái lên được phát biểu câu chuyện đầu xuân đúng là ngày đại lễ trăm năm của đôi bạn trẻ này. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, ông, các bà, hai bên gia đình, bà con thân tộc trong bốn họ. Kính thưa các vị quý khách gần xa, thông gia, liên gia của hai gia đình và hai cháu. Thay mặt cho họ nhà gái, trước hết xin được cảm ơn sự đón tiếp trang trọng, lịch sự, nhiệt tình của họ nhà trai dành cho họ nhà gái chúng tôi. Kính thưa quý vị, lễ vu quy tại nhà gái chúng tôi đã thành công. Họ nhà gái chúng tôi theo xe hoa về đây làm lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt họ nhà gái, tôi xin trao cô dâu cho ông bà thông gia và họ hàng bên nội nuôi dạy và vun trồng hạnh phúc cho hai cháu trưởng thành vững mạnh, nở hoa kết trái, viên mãn đủ đầy. Cuối cùng, trước khi ngừng lời, xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, quý khách gần xa, bạn bè hai cháu một mùa xuân năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe và an khang thịnh vượng. Tiếp tục toàn thể quý vị, các bác, các chị và các bạn, con là lời phát biểu rất ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa mà bác trưởng đoàn của họ nhà gái đã thể hiện. Tấm lòng tình cảm của người Đa Phú của họ nhà gái bằng con trai thật tình yêu của đôi bạn trẻ là sự kết nối giữa hai bên gia đình, cũng như kết nối giữa hai quê hương Đa Phú Thống Nhất và quê hương của Tuy Lai, Minh Khai. Mãi mãi sẽ là mùa xuân hôm nay, mãi mãi sẽ là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của đôi bạn trẻ. Chúc cho đôi bạn trẻ luôn luôn sống hạnh phúc bên nhau, dù có phải qua vượt qua những khó khăn vất vả của đời thường, nhưng có tình cảm tấm lòng của toàn thể hai họ bốn bên chúng ta cũng đã trở về đây để chúc mai số một một nhà tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Xin một lần nữa cảm ơn tới toàn thể quý vị, và cảm ơn và chúc sức khỏe bác trưởng đoàn của nhà gái cùng bà con cô bác Đa Phú một năm mới an khang thịnh vượng. Và một món quà chúng tôi muốn chúc cho cô dâu chú rể trong ngày đầu xuân mới hôm nay, xin được chuyển tới toàn thể quý vị, các bác, các chị và chúc cho cô dâu chú rể với bài hát Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời. Đó là một trong những lời chúc tốt đẹp nhất đến với cô dâu và chú rể, đến với ngày đầu xuân đầy ấn tượng buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng sơ trầu thơi nước và cùng hướng về sân khấu được sôi động trong bài hát rất ấn tượng buổi trưa ngày hôm nay. Thank you.
cho nhẹ. Nhưng lúc chưa nào đứng bên mặt trời, ngày ngày mặt trời ngang qua ngọn núi. Anh muốn sống bên em cho nhẹ. Nhưng áng mây thác 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 thao cầu trời. Niềm chia vui đầu xuân mới với toàn thể quý vị, các bác, các chị và các bạn nằm ở trên nền chúng ta trở về tham dự trong chương trình hôn lễ cầu đôi bạn trẻ hôm nay. Thật đúng là hôn lễ hân hoan mừng hạnh phúc, gia đình phấn khởi một tương lai trải qua năm đời tháng chờ, ngày vui hạnh phúc bây giờ là đây. Để đáp lại tấm lòng tình cảm của bác trưởng đoàn thay mặt cho phái đoàn họ như cái cũng là thể hiện tình cảm tấm lòng lời cảm ơn của gia đình. Và ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi mời đến sân khấu sự xuất hiện của bác trưởng đoàn của họ nhà trai hôm nay được đại diện cho gia đình có đôi lời được gửi tới toàn thể quý vị, các bác, các chị và các bạn niềm vui đầu năm và niềm vui ngày hạnh phúc của đôi con trẻ này. Xin được trân trọng kính mời bác. Lời đầu tiên trong lễ thành hôn của các cháu, tôi xin chúc các cụ, các ông, các bà, đôi bên muốn họ cùng bạn bè nam nữ của các cháu một lời chào sức khỏe. Mùa xuân thì cũng vẫn còn dài, ngày vui ai cũng muốn còn dài, nhưng vì thời gian không cho phép thì tôi thì gia đình họ nhà trai chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin kính mời các cụ, các ông, các bà ăn trầu, uống nước, hút thuốc. Cũng xin cảm ơn sự có mặt
của các vị tân quý khách và các cụ các bà đối với Mến Hòa. Xin chân thành cảm ơn. Tuyệt vời ạ. Thưa quý vị, quý nhân tất cả các anh chị và các bạn, đó là thoát sắc xuân, đó là cái không khí, đó là niềm vui mà hai bác trưởng đoàn của hai họ hôm nay đã thể hiện tấm lòng tình cảm của người đại diện cho họ nhà Gái cũng như đại diện cho họ nhà Cha. Chúng ta cần kết nối bên nhau để cùng với con cháu là chỗ dựa tinh thần cho hai quê hương, hai mảnh đất, hai gia đình và một đầu xuân nữa. Xin được thay mặt cho những người làm chương trình gửi tới lời chúc sức khỏe tới toàn thể các cô cô bác bà, các bác các chị khắp bốn phương trời hôm nay trở về quê dự ngày cưới, và cảm ơn các cụ công các bà hay họ bốn bên nhà Gái nhà Trai cùng bạn bè cỏ cha mẹ chú rể đã có mặt chia vui trong từng ngày đầu xuân mới. Chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ hôm nay, và đặc biệt xin được cảm ơn nghệ sĩ Mạnh Thường, người đã ghi lại toàn cảnh trước trên camera hết sức ấn tượng trong đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, cũng là giây phút tuyệt vời cũng đã mãn. Và bây giờ mời chú rể cô dâu hãy cùng đứng lên. Và một lần nữa bắt tay chú rể hãy vào trong ngày làm chương trình, bắt tay cô dâu, chúc cô dâu chú rể luôn luôn sống hạnh phúc bên nhau. Và bây giờ mời chú rể cô dâu sắt tay nhau bước xuống phía công chính của gia đình để được bắt tay cảm ơn toàn thể quý vị các bác các chị và các bạn. Vui sao những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời, anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu, ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày, tình yêu của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ, mộng mơ của em chẳng to lắng, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó, mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời, anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu, ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày, tình yêu của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ, mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó, mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố,
còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay là cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao.